Tiếp theo bài số 29, tôi xin hướng dẫn các bạn đó là chép quy hoạch bằng cách tìm tọa thửa trực tiếp trên bản đồ quy hoạch. Nội dung chi tiết như sau. Việc đầu tiên, khách hàng cung cấp cho mình một cái sổ. Đây, cái sổ đây. Tờ 44 thửa 164 mà ở thông biên nha. Chí hình nữa nè, vị trí đây. Đó. Rồi chúng ta biết được vị trí này rồi, chúng ta tìm trực tiếp cho bản đồ quy hoạch được các bạn. Rồi. Với cái tiếp, chúng ta mở bản đồ quy hoạch lên nha. Rồi. Sau đó chúng ta phen vào. Một sáu bốn thử bằng bốn nha các bạn. Rồi. Rồi chúng ta phen lên. Đây. Đây, vị trí nó đây. Bây giờ chúng ta tìm trực tiếp lên đây luôn. Rồi. Thử 164 nha các bạn. Rồi ta bấm tìm. Đó, nó chạy ra trực tiếp luôn này, thấy không? Đó. Đó, mở thứ 4 đây. Đó. Nếu có trường hợp mà thửa nó có từ ban đầu địa chính rồi thì chúng ta bấm trực tiếp nó sẽ tự động tìm luôn. 164. Nắm đây. Đó. Nếu có thửa đất này nó có cái hình dạng rất là lạ nha các bạn. Nè cho bạn chú ý nè. Cái đường giao thông của ban đầu địa chính nè, nè. Đó. Nó bị mất, thấy không? Nó bị quạch. Phần này nó bỏ ra. Phần này nó bỏ ra. Dự án này hồi xưa là của Alibaba nha các bạn. Cách đây năm 2018, 19 gì đó là nó về đây nó đã mua cái gì đây, cái miếng này rồi nè. Đây là dự án của Alibaba nè. Đó. Chú ý cái đường giao thông các bạn. Này. Đó. Nguyên một dãy giao thông này nè. Là như nó bỏ hết. Thấy không? Đó. Chú ý cái dãy giao thông này. Đó. Chú ý các bạn. Như cái dãy giao thông này nè, như cái dãy giao thông này nè. Đó. Bỏ hết luôn. Ừ. Là cái gì, cái này nó thuộc dự án rồi. Vậy những cái thửa này có mua được không? Đó. Theo bạn thì cái thửa này có mua được không? Đó, nó phân lô bán nền thế này. Và đặc biệt của cái thửa này có hai điểm lạ như vậy. Điểm lạ thứ nhất này. Nhất. Nó có 246,6 mét vuông nhưng mà nó là cây lâu năm nha các bạn. Cây lâu năm. Đó. Cây lâu năm. Đó. Quy định là hiện tại bây giờ là đất ở là nhiều. Đó, chỗ này vẫn 100 đến 110, nếu với đất nông nghiệp là phải nhiều ngàn mà nó 200 mấy tách ra. Vì thứ hai nữa, nó chú ý tới đường giao thông này. Đó, nó cắt bỏ nè. Cái dự án mà khi thực hiện thì những cái đường giao thông hiện trạng này nó sẽ bỏ đi. Đó. Cái này muốn chính xác hay không, thử này có xây dựng được không, có làm được không thì chúng ta làm sao. Đó, chúng ta kiểm tra từ bản đồ quy hoạch 1/500 nữa. Đó, chỗ này phân lô đẹp không các bạn. Đó. Và mình cũng khẳng định là chỗ này á là có khả năng mua được, tại vì nó đã phân lô sẵn rồi. Chỉ có những cái thửa mà nằm cái bên này nè, ta mua vòng vòng này nè. Đó, mua vòng vòng này nè. Là không biết nó phân lô có kẻ đường giao thông không, có khả năng nó kẻ đường giao thông như đây. Đó, giao thông như thế này. Đó, là phân lô đây. Do đó những cái thử còn lại là khó xác nhận nha. Nè, đây nè. Đó, nằm phân lô này. Đó. Đây thế này. Đó. Đây là dự án cũ của Alibaba nha các bạn. Gặp những cái trường hợp mà những dự án này á thì các bạn phải coi tỷ lệ 1/500, tức là bản đồ quy hoạch 1/500 nha các bạn. Lưu ý trường hợp này. Rồi, chúc các bạn test quy hoạch và tư vấn quy hoạch cho khách hàng thành công. Rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.